Thôi im đi, tao hát hoài nhức đầu muốn chết. Đi ra chỗ khác hát đi, để cho người ta buôn bán gì nữa. Này cô gái, tôi không đồng tình với cô. Cô không được phép xúc phạm những người hát dở hoặc hát hay, bởi vì hát là một cái niềm đam mê nằm trong máu không thể bỏ được. Đó là một sự bùng nổ. Giống như tôi đây, tôi ước mơ trở thành một rapper nổi tiếng nhất thế giới. Mặc dù hiện tại tôi đang bán vé số, nhưng chưa bao giờ tôi từ bỏ ước mơ của mình. Idol của tôi là Snoop Dogg, còn tôi là Snoop chó. Bây giờ tôi sẽ cho cô biết thế nào là âm nhạc bùng cháy. Đi chơi gai cần phải co bao, không nên húp vì nó có kinh. Anh nằm dưới em ở trên anh, Big to River nhấp phải cái gọi băng luôn. Yes so, yes so đi, yes so, yes so đi, yes so, yes so thì một chiều số không thì bị lỗ 10.000 vô. Thà tim là sorry em, nhân tình chữ đủ má em, có phiền thì sorry em, đón 10 giờ bi em. Dạ em thích có là C game, hợp âm mình thích là C em, xe em thích là B em, vì em thích là lấm em.